Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đáng chú ý nhất hiện giờ chính là hoạt động của áp thấp nhiệt đới nằm rất sát với ven biển khu vực Trung Trung Bộ. Chiều nay, tựa áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía nam với sức gió là cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Và trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 6, vị trí tâm bão ở trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 240 km về phía nam. Và lúc này, sức gió sẽ mạnh lên cấp 8, giật trên cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc và còn có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông sẽ có mưa dông mạnh và gió sẽ mạnh là cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định là khu vực từ vĩ tuyến 13 cho đến 17,5 độ Bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ Đông. Không chỉ gây mưa dông gió mạnh ở trên biển mà áp thấp nhiệt đới còn gây mưa diện rộng trên đất liền. Ngày hôm nay thì vùng mưa đã lan rộng trên khu vực từ Bình Thuận cho tới Bình Định và thậm chí là lên tới Đà Nẵng và các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay thì toàn bộ vùng Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận sẽ tiếp tục có mưa mạnh. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới có xu hướng là di chuyển chậm lên phía Bắc, sau đó mà đến sáng sớm ngày mai thì vùng mưa sẽ tiếp tục lan dần lên khu vực Trung Trung Bộ và đến ngày mùng 5, ngày mùng 6 tiếp tục gây mưa ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung. Người dân và du khách đang có mặt tại miền Trung cần phải hết sức cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Bình Định. Đặc biệt là các huyện như là Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long thuộc Quảng Ngãi và An Lão, Vân Canh, Tây Sơn của Bình Định. Mặc dù áp thấp nhiệt đới đang di chuyển lên phía Bắc, thế nhưng toàn bộ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai vẫn sẽ có mưa dông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Tuy nhiên thì mưa sẽ có xu hướng giảm về lượng và diện, mưa với lượng lớn sẽ chỉ còn tập trung vào chiều tối và đêm muộn ở vài nơi. Về tình hình nhiệt độ thì do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao, phổ biến trong khoảng là từ 26 cho đến 28 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 32 độ tại Nam Bộ, tiết trời mát mẻ cả ngày. Ở miền Bắc, do chịu tác động của dải mây dông phía Bắc dồn xuống và kết hợp với hoàn lưu xa của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh mẽ và gây mưa rào và dông cho khắp Bắc Bộ. Trong đêm nay thì vùng núi giáp biên giới như là ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và ở Lạng Sơn thì đã bắt đầu xuất hiện mưa dông, sau đó lan dần xuống các tỉnh khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Những cơn mưa rào và dông xảy ra bất chợt trong ngày, thế nhưng càng về chiều tối và đêm thì mưa sẽ càng lớn. Lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 20 cho đến 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Đó là về tối, còn vào ban trưa chiều ngày thứ hai đầu tuần, miền Bắc sẽ vẫn có nắng nhiều, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng là từ 29 cho đến 33 độ. Và như vậy là đêm nay và ngày mai, mưa dông và gió mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực giữa Biển Đông và các tỉnh thành Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang dịch chuyển dần lên phía Bắc. Trong 1-2 ngày tới, thì áp thấp nhiệt đới sẽ có khả năng mạnh lên thành bão, và chúng tôi sẽ còn liên tục đưa tin về diễn biến mới nhất của nó cho các bản tin thời tiết tiếp theo trên kênh VTC14. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.